Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của Tin Mới Nhất. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới Nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới Nhất. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, vào ngày thứ hai vừa qua, dự án thủy điện đập Tam Hiệp của Trung Quốc đã xả lũ lần thứ hai để đảm bảo kiểm soát mưa lũ an toàn. Và theo các chuyên gia khí tượng thủy văn thì việc này rất khó có thể ảnh hưởng đến tình hình mưa lũ cũng như là lũ quét tại Việt Nam. Tuy nhiên, ở trong tình trạng này thì vào mùa mưa lũ sắp tới, nhất là các vùng núi phía Bắc, nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất, thậm chí là lũ cuốn luôn tiềm ẩn đối với người dân. Giới chức Trung Quốc cảnh báo tháng này và tháng tới, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Cùng với cảnh báo sáng ngày thứ Tư của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc về mưa lớn tại nhiều địa phương của nước này, thì tại cuộc họp mới đây của Bộ Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, các quan chức cũng cảnh báo tháng này và tháng tới, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Theo cảnh báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tới, các địa phương của nước này như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn, đặc biệt tại Trùng Khánh, Quý Châu sẽ có mưa to với lượng mưa từ 150 đến 200 mm. Mưa lớn sẽ kèm theo dông và hiện tượng thời tiết bất thường. Đây cũng là ngày thứ 35 liên tiếp Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cảnh báo về mưa lớn tại các địa phương của nước này. Trong khi đó, tại cuộc họp ngày thứ 3 của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ông Vương Trường Lập, Phó vụ trưởng Vụ phòng chống thiên tai hạn hán, Bộ Thủy lợi cho biết, trong khoảng thời gian tháng này và tháng sau sẽ là giai đoạn quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt của Trung Quốc khi lũ lụt xuất hiện thường xuyên hơn và liên tục hơn. Theo ông Vương Trường Lập, lũ lụt năm nay chủ yếu là do mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông dâng cao. Theo thống kê từ đầu tháng trước đến nay, lượng mưa đổ xuống đã tăng từ 50 đến 90% so với mọi năm, có nơi mưa tăng gấp đôi so với năm 2022. Mưa lớn khiến mực nước trên 260 con sông của Trung Quốc vượt mức báo động lũ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh thời gian tới Trung Quốc cần làm tốt 3 nhiệm vụ, bao gồm kiểm soát không để vượt mức báo động lũ trên các sông lớn, phòng ngừa sự cố của các đập, hồ chứa cũng như lũ quét ở khu vực miền núi. Ông Su Chao, Phó trưởng phòng Thủy văn quận Hồng San, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thoát nước khẩn cấp kể từ đêm hôm qua và nó sẽ tiếp tục trong 24 giờ. Hiện tại, hai phương tiện thoát nước có thể bơm 3.000 mét khối mỗi giờ. Một máy thoát nước khẩn cấp đang thực hiện. Chúng tôi cũng thực hiện một cuộc giải cứu khẩn cấp các phương tiện bị ngập nước." Được biết, đợt mưa lũ từ đầu tháng trước đến nay đã gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 15.000 người Trung Quốc tại 26 tỉnh thành, trong đó khiến 98 người chết và mất tích. Ước tính 8.300 ngôi nhà đã bị phá hủy, 107.000 ngôi nhà bị hư hại, thiệt hại lên tới 27,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 3,9 tỷ đô la Mỹ. Trong một diễn biến khác, do mưa lớn ở trung và thượng nguồn của sông Trường Giang, hôm vừa qua, chính quyền Trung Quốc cũng đã mở 3 cửa đập tràn của đập Tam Hiệp, đánh dấu lần xả lũ thứ hai của con đập lớn nhất thế giới trong năm nay. 34 máy phát điện của đập đã hoạt động đầy đủ và gần đạt công suất tối đa. Việc xả lũ nhằm tăng khả năng tiếp nhận cho hồ chứa nước Tam Hiệp. Truyền thông Trung Quốc cho biết việc xả nước của hồ chứa sẽ được tiến hành dần dần, tránh áp lực kiểm soát lũ ở hạ nguồn. Mặc dù có ý kiến cho rằng việc xả đập Tam Hiệp gây ra lũ lụt ở hạ nguồn, tuy nhiên các chuyên gia khẳng định việc xả đập là hoàn toàn bình thường nhằm chuẩn bị cho đợt mưa lớn sắp tới. Ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân gây ra mưa lớn ở Trung Quốc ít có khả năng tác động đến miền Bắc của nước ta. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện lũ lớn tại các khu vực miền núi phía Bắc luôn tiềm ẩn trong mùa mưa lũ sắp tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 tuần qua trên lãnh thổ Trung Quốc đã xuất hiện mưa lũ lớn, lũ lịch sử đặc biệt trên lưu vực sông Trường Giang. Số liệu mưa thực đo tại các trạm khí tượng phát báo quốc tế trong tháng trước tại một số tỉnh ở Trung Quốc phổ biến như sau: tỉnh Hồ Bắc từ 350 đến 450 mm, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây từ 250 đến 450 mm, riêng trạm Quy Quân thuộc Quảng Tây đạt 660 mm. Theo thống kê, đợt mưa lớn kéo dài từ đầu tháng trước đến nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho 26 tỉnh thành của Trung Quốc. Mưa bão cũng khiến mực nước trên nhiều sông ở Trung Quốc vượt mức báo động lũ. Vậy mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc có tác động đến Việt Nam hay không? Nguyên nhân các đợt mưa lớn trong 2 tuần qua ở Trung Quốc là do tác động của một giải mây phong gọi là mây phong Mai Du. Mây phong Mai Du được rất nhiều các nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu là nguyên nhân gây ra mưa lớn cũng như lũ lụt ở Nam Trung Quốc và Đài Loan trong 2 tháng qua, và Nhật Bản trong tháng trước và tháng này. Phong Mai Du ít tác động đến khu vực phía Bắc của Việt Nam. Hơn nữa, các khu vực mưa lớn đang diễn ra hiện nay bên Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực Đông và Đông Nam của Trung Quốc nên không ảnh hưởng tới Việt Nam.
toàn bộ nước lũ đổ ra biển phía Nhật Bản, không đổ ra biển Đông. Theo nhận định chung, tổng lượng mưa tháng này có thể ở xu thế mức sấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, số liệu thực tế cho thấy mưa lớn trong một thời gian ngắn đã gây ra những trận lũ lớn và đặc biệt rất lớn. Với những diễn biến thời tiết bất thường như hiện nay và tình hình mưa lũ đang xảy ra ở tỉnh phía Nam của Trung Quốc, báo hiệu sự phức tạp của mùa mưa lũ năm nay ở khu vực Bắc Bộ nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Nguy cơ xuất hiện lũ lớn tại Việt Nam luôn luôn tiềm ẩn và được theo dõi, cập nhật thông tin dự báo thường xuyên. Ông Vũ Đức Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng thông tin về tình hình mưa bão đối với khu vực phía Bắc Trung Bộ trong mùa mưa bão tập trung trong giai đoạn trong 3 tháng tới. Có khoảng từ 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới. Bão ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10. Tình hình thủy văn khu vực sông Bắc Bộ thời kỳ nửa đầu tháng này, trên lưu vực hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình sẽ xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ từ 2 đến 4 m. Đỉnh lũ trên các sông có thể vượt mức báo động 1, sông suối nhỏ ở mức báo động 2. Khởi nguồn của ý tưởng xây dựng một con đập lớn trải dài khắp lãnh thổ của Trung Quốc từ Tôn Trung Sơn, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Trung Quốc. Ông đã sớm đề xuất ý tưởng về con đập này vào thời gian đầu của những năm 1919. Một bài báo mang tiêu đề Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp đã tường thuật lại ý tưởng này của ông. Theo đó, ông mong muốn xây dựng một con đập vừa để kiểm soát lũ tại sông Dương Tử, vừa nhằm thể hiện sức mạnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 1994 và 1995, dự án này mới được bắt tay vào nghiên cứu và thực hiện. Năm 2012, con đập trị giá 26 tỷ đô la Mỹ với chiều dài cao gần 185 m, chiều dài 2.335 m chính thức hoạt động đầy đủ công suất và được coi là thành tựu lớn của Trung Quốc. Mặc dù tin đồn rằng đập Tam Hiệp có thể nhìn thấy từ ngoài không gian là không chính xác, nhưng con đập này thực sự rất to lớn. Các kỹ sư cần tới 510.000 tấn thép để xây dựng con đập khổng lồ này. Số nguyên vật liệu nói trên đủ để xây dựng hơn 60 tòa tháp Eiffel của Pháp. Đập Tam Hiệp cung cấp năng lượng cho hàng triệu người sử dụng từ 34 máy phát điện khổng lồ, tạo ra sản lượng điện khoảng 88 tỷ kWh mỗi năm. Con đập này tương đương với một nhà máy phát điện, có khả năng tiêu thụ 25 triệu tấn dầu thô hoặc 50 triệu tấn than. Đập Tam Hiệp được cho là giúp ngăn ngừa mối đe dọa về lũ lụt cho người dân ở lưu vực sông Dương Tử và hàng triệu hecta đất canh tác nông nghiệp ở đồng bằng Giang Hán. Mặt khác, dự án đập Tam Hiệp nằm trên tuyến đường thủy quan trọng, kết nối hàng loạt thành phố như Trùng Khánh, Vũ Hán, Nam Kinh hay Thượng Hải. Dự án sau khi hoàn thành giúp tàu thuyền đi qua khu vực này an toàn hơn. Tàu thuyền lớn từ thành phố Thượng Hải tới bờ biển Hoa Đông có thể di chuyển hơn 2.000 km đến Trùng Khánh. Năm 2015, thang nâng lớn nhất thế giới được đưa vào vận hành tại đập Tam Hiệp, giúp đưa tàu nặng đới 3.000 tấn đi qua con đập để tiếp tục hành trình trên sông Dương Tử. Bên cạnh đó, con đập còn có hệ thống giúp đưa tàu thuyền lên tới 10.000 tấn đi qua đập. Dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng được ca ngợi là thành tựu lớn từ Trung Quốc về xây dựng, đập Tam Hiệp cũng vướng phải rất nhiều tranh cãi. Một trong những tranh cãi lớn nhất liên quan đến đập Tam Hiệp là mức độ thiệt hại mà công trình gây ra cho môi trường. Con đập không chỉ ảnh hưởng đến các loài mà nó còn ảnh hưởng đến cả môi trường sống của chúng. Xói mòn hồ chứa gây ra lở đất và thậm chí đã đe dọa tới môi trường, những khu vực ngư nghiệp lớn nhất trên thế giới ở trên Biển Đông. Con đập lớn đến nỗi nó có thể tạo ra một vùng khí hậu nhỏ riêng biệt, đe dọa hệ sinh thái của khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh để cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.